Hello, kính thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị này, trên vai của Khánh tiếp tục là một thùng hàng siêu to và khổng lồ nữa. Khánh không biết là cái lý do tại sao mà trong mấy ngày gần đây đấy, thì bản thân Khánh rất là có duyên với cái việc là bưng hàng đấy quý vị, siêu to và khổng lồ. Thế thì hôm nay quý vị ạ, trên vai của Khánh đây là một thùng hàng rất là lớn. Và đây là tấm lòng của một mạnh thường quân trong Đà Nẵng gửi về để tặng cho những đứa con của anh Hoàng Lùng. Bây giờ Khánh sẽ mời quý vị chúng ta cùng Khánh vào trong nhà của anh Hoàng Lùng để thăm anh Lùng thế nào quý vị nhá. Thực sự lên đây là Khánh cũng không báo trước để xem rằng là anh Lùng cùng với chị Khuê và các cháu có khỏe không. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ạ. À quên, Khánh báo với quý vị một chút nữa là cái hoàn cảnh của anh Hoàng Lùng đấy, thì những người mà đã theo dõi những video trước thì chúng ta biết rồi. Tuy nhiên thì những ai mà chưa theo dõi video trước thì Khánh cũng sơ qua một chút. Đây là một cái câu chuyện mà trong một hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn và vất vả, không có nhà để ở. Tuy nhiên thì cũng được ông bà bên chỗ ngoài đấy cho một cái căn nhà khi ông bà qua đời. Thì hai vợ chồng cũng ở đó trong một cái bối cảnh khó khăn. Chồng thì cũng không được nhanh nhẹn như những người khác. Và không may thì vợ bị ung thư vú. Và trong thời gian vừa qua thì có thể nói là kinh tế kiệt quệ luôn. Những đứa con gần như là có nguy cơ mất cơ hội đến trường. Và chính vì thế thì sau khi câu chuyện nó đăng tải lên thì cũng được khá nhiều mạnh thường quân chúng ta quan tâm và có sự chia sẻ về mặt tinh thần. Thôi, nói qua một chút như vậy thôi chứ bây giờ Khánh toát mồ hôi rồi quý vị ạ. Nằng qua bây giờ chúng ta sẽ đi vào đấy nhá. Mời quý vị chúng ta cùng theo chân Khánh. Úi giời. Anh Lùng ơi! Anh Lùng ơi! Ôi giời, em chào chị Khuê. Ôi giời, em chào chị. Ôi giời, hôm nay... chị ơi, em ấy, em là ngoài cái việc là đi làm từ thiện ấy, thì em còn làm với cái công việc là giao hàng. Thì hôm nay là bên chỗ Bưu Điền ấy, người ta bảo em là giao cho chị một cái thùng hàng. Chị mua cái gì á? Chị không. Hả? Không, em hỏi thật đây này. Đây là anh Lùng này. Cái tên đây này. Người nhận anh Lùng đây này. Đây, cái mã số này là Quảng Bình này. Là họ bên chỗ Bưu Điền ấy. Bên chỗ Bưu Điền là nói với em là giao cái thùng. Dạ em chào anh Lùng. Chị. Dạ em chào anh, em chào chị. Dạ. Anh mới đi biển về à? Biển về 4 năm ngày rồi. 4 năm ngày nữa? Dạ. Ôi giời, bác hôm nay cắt cái đầu tóc oai thế. Hả? Cắt cái đầu tóc trông mạnh mẽ thế. Dạ, mặt mày chứ. Dạ. Oai. À dạ. Rồi ok, em nói này, anh Lùng ơi. Dạ. Hôm nay em đến đây đấy. Em rồi không ấy đâu, bình tĩnh, không cần phải ghế, không cần phải ngồi đâu. Em nói qua một chút rồi em đi luôn. Yeah. Bởi vì là em chỗ bên Bưu Điền này. Yeah. Chị Khuê lại xem là đúng cái tên anh Lùng đấy không, cái mã này. Cái mã này. Tên anh Lùng ấy. Hả? Cũng mua chứ cả. Nhà mình có mua cái gì không? Không. Sau này thế thì sau này bảo là đưa lên đây rồi lấy tiền nhỉ. Nhà có mua chứ mốt. Anh có mua gì không? Không, nhắm mua chết. Sau này có người bảo em là cho em số điện thoại là đưa chuyển lên cho anh Lùng ở chỗ đây xong rồi đưa lên để đưa tiền này. Dạ, còn mua cũng mua chết. Ôi. Thế bây giờ phải làm sao nhỉ? Cái quà này này, cái gói bánh này thì có một mạnh thường quân ở trong Đà Nẵng này. Dạ. Tặng cho con của anh này. Thì chứ còn cái riêng cái thùng này đấy. Cái thùng này là họ nói là đưa lên cho anh. Sau đó còn đưa tiền nữa. Dạ em có mua mốt. Tuy mốt con có mà sơ mụn nên mua. Đi biển bây giờ 3-4 triệu bạc thì có mua mua. Hả? Có mua mua. Ôi dồi, thế thì bây giờ này. Thế thì bây giờ thì mở ra một chút. Nếu mà không phải của anh thì sau đó thì em sẽ vác đi nhá. Dạ. Ôi dồi chết thật. Thế anh có cái kéo, có cái dao gì đó mở đi cho em. Chị Khuê lại đi đứng xem tí. Dạ ôi thật vác. Quý vị ạ, Khánh đi lên đây vác một cái thùng này. Có người bảo là đưa lên cho anh Lùng sau còn đưa tiền nữa. Mà bây giờ lên đây thì chị Khuê và anh Lùng là nói rằng là không phải của anh chị không có đặt. Chị nhớ lại đi có phải không? Không có đặt gì đâu, có gì đâu mà đặt. Hả? Không. Thế lâu thấy chị kiểm được tiền cho cháu sửa chứ có cái muốn mà đặt hàng. Sau cái người này bảo với em là đưa lên cho anh chị này, đưa anh Lùng nữa này. Em ở đấy này, đúng không? Đúng thế, nếu em không muốn không?
Hả? Em gửi anh lại đây đứng đây cùng mở với em để chứng kiến cho em cái này. Bởi vì là bây giờ là em mở ra một chút, nếu mà phải của anh thì anh nhận. Yeah. Nhá. Còn em nếu không thì em lại phải đưa em, về. Em mua thì phải mua mình nhận. Hả? Em mua. Không mua thì bây giờ thì chúng có mở không? Hiện là hôm nay này, hôm nay ấy. Hôm nay có người là bảo với anh là đây đưa cái thùng hàng này lên cho anh Hùng, à anh Lùng. Sau đó là đưa tiền nữa. Em muốn. Thì bây giờ không biết chết thật với quý vị. Bây giờ thì thôi, anh Lùng bảo là anh Lùng không mua gì mà có người bảo là đưa lên cho anh Lùng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái thùng này ra một chút, sau đó thì của anh thì anh nhận, mà không phải của anh thì em đưa về nhá. Ngon này, có bánh ngon này. Nha. Đây. Ủa chứ mà anh mở đi, còn tên của anh mở đi, lời có việc gì làm sao? Em cũng đang muốn mua em nhận mơ. Anh mở đi cho, bởi vì em lỡ không phải anh mở đi. Có việc gì là anh chịu trách nhiệm nhá. Anh Lùng. Anh Lùng ơi. Dạ. Nếu mà có việc gì là em biết em có muốn em có tên ngỏ thì em mua. Hả? Em mở cho cái cả cái em mua được cái mạng ấy, cả cái em mua không? Em mua đi. Chết thật bây ạ. Thế thì bây giờ thôi thì anh em mình cùng mở đi. Dạ. Anh mở một đường. Em mở này thì không chứ em biết mấy này. Hả? Em có muốn em mua cái kia mà. Anh đừng có lừa em thực sự này. Anh có mua không? Em mua thiệt đi. Em mua. Có phải không chị Khuê? Thôi thế bây giờ này. Thôi thì anh cho em một cái bóng dán, em dán này đi. Bóng dán nào? Có trời ơi. Thôi bây giờ này. Ông bà có câu thì nốt mưa đấy, thì mọi người biết rồi đấy, đã lỡ mở rồi thì mở luôn đi. Có gì em chịu trách nhiệm nhá. Có gì em chịu trách nhiệm. Nào. Đấy, chị Khuê ơi. Yeah. Ra hai chị đứng đây làm chứng được không? Ngày mai mốt nữa là mà Khánh với anh Khuê đứng à, Khánh với anh Lùng mở cho chị có mở đâu rồi là làm sao? Chị ơi. Đây chị ra đây cho em tí, em dám mở đâu. Chị Khuê ơi, không cần quạt đâu, đừng quạt ồn ào. Chị ơi, đừng có lấy quạt. Em chắc chắn là anh mua hàng online rồi. Bởi vì bây giờ hàng online là nhiều người ta là đặt hàng xong. Anh có hay lên Facebook không? Chị có hay lên Facebook không? Bây giờ quý vị ạ, cái hiện nay đã có một số đối tượng đấy, là nó lập ra những cái trang mạng ảo đấy. Mọi người mà chỉ cần lên Facebook thôi, hay là Zalo gì đó mà nó kích linh tinh ấy, là kích nhầm cái là nó gửi hàng về tận nhà luôn. Chết thật. Toàn là đồ phụ nữ này, thì không anh Lùng mua cho vợ thì ai mua đây? Hả? Hả? Không phải à? Anh kiểm tra, anh mở ra, anh kiểm tra cho. Mày đang mặc cái bà nó nhọc lắm. Hả? Quá anh cho. Anh nói thật, anh khai thật cho em cái đi. Thì em không mua thì chứ em mới đi biết tất nhau. Đáng lẽ ngày đi em đi biển đâu có việc cầu cân mãi một đồ đi chứ. Hả? Thế đi biển em không mua, em mua ăn được chứ không? Anh nói thật lòng. Thiệt chứ, thiệt, em nói thiệt chứ. Đâu, em không mua được chứ không? Không chị. Thì chắc chị Khuê mua rồi. Chị có mua? Ủa, để về. Ủa, để thế sợ quá, thế thì không. Đi cất lên. Thôi, thế thôi. Thế anh cho em hai bông dán đấy. Bông dán đúng nha, giờ không ký sai, bông dán đấy không ký sai. À, được. Dạ. Yeah. Thôi, nói đùa với anh Lùng à. Anh ơi, yeah. Em nói đùa đấy. Quý vị à, lúc nãy giờ Khánh đùa anh Lùng một chút, nhưng mà thấy anh Lùng, quý vị thì chúng ta nhìn thấy anh Lùng toát cả mồ hôi luôn. Đấy, anh Lùng toát mồ hôi này. Hôm nay em đến đây đấy, để em trao quà của Mạnh Thường Quân cho anh chị, yeah. Cho các cháu. Nào, bây giờ nói các cháu vào để nhận quà nào. Đâu? Đấy, gọi vào. Gọi vào. Một con rồi đấy. Đấy. Đâu đâu này. Trước tiên anh này. Anh ơi. Đây là có một Mạnh Thường Quân ở trong Đà Nẵng đấy. Yeah. Gửi cho ba đứa nhỏ của anh cái gói bánh này. Anh mở ra cho các cháu ăn đi. Anh mở ra đi. Mở ra. Em nghe ăn. Đấy đấy. Ôi giời, gói bánh ngon quá. Ôi giời ơi. Cháu thích ăn bánh không? Hả? Cháu thích ăn bánh không? Có. Ôi giời, có giỏi quá. Thế ba mở đi, ba Lùng mở đi cho cháu ăn đi. À, cái bằng dán. Đây. Cái bằng dán nhá. Cái chỗ này là có cái bằng dán anh này.
thì có lẽ bác là cả đời chưa mở cái hộp bánh kiểu thế này. Cái đời cho ăn của loài này chưa mở, ăn à? Ăn đây chưa mở. Ăn thì ăn rồi không? Ăn như cái bản này của loài bản như thế hộp này thì chưa ăn. Hộp đi thì chưa ăn nhỉ? Chưa. Hộp đi chưa ăn thì anh giống em. Em giống anh. Hộp đi thì được một duy nhất một hộp đi thì lấy một có mà ăn. Ôi dồi ôi. Đây. Một hộp bánh rất là ngon. Rất là ngon tuyệt vời quý vị ạ. Đây, rất là ngon. Cháu này. Này đây. Cảm ơn. Cảm ơn đi. Cảm ơn. Quý vị ạ. Hôm nay đấy là Khánh đang thay mặt cho một nhà hảo tâm ở trong Đà Nẵng đấy. Chỉ quê miền Bắc nhưng mà bây giờ thì đang sinh sống ở Đà Nẵng. Có gửi về một cái thùng quà để tặng cho anh chị Khuê ạ. À? Tặng cho anh chị và tặng cho các cháu. Anh á? Dạ. Đấy, cho nên là anh cứ mạnh dạn mà mở ra. Đấy, chứ không phải đền đâu nhá. Thôi bây giờ anh cứ bóc tem cho anh, cứ cho em từng thùng một, từng gói một đấy. Đây. Đấy. Áo quần hay là gì đấy? Mở đi, mở đi anh, mở mạnh dạn đấy. Cái nhỏ cái to thì cứ mở mạnh dạn đấy chứ nè. Đấy, chị xem cái gì đấy? Ồ, đây quý vị này. Một đôi dép rất là đẹp để cho con gái của anh Hoàng Lùng đây quý vị ơi. Rất là dễ thương. Cái gì đấy? Cái nhỏ to gì đấy anh? Màu gì ạ? Màu á? Màu có nghĩa là mũ đây quý vị. Vâng. Đấy. Rồi. Áo ấm này, hình như đây là áo ấm cho bác để đi rừng này. Úi dồi. Bộ này đẹp quá. Vẫn biết là chị Khuê là gần 1m8 cho nên là người Mạnh Thường Quân cũng mua cho cái bộ quần áo đẹp quá chị ạ. Đó. Chị Khuê sang đứng bên này nè, sang đứng bên này có che em mất nè, mất nữa đây đây. Anh ơi. Anh cầm này. Đấy. Đẹp quá. Vui không ạ? Dạ vui. Vui á? Dạ. Vui Mạnh như này. Vui Mạnh đó mà khi mà họ chó qua đi là mừng đấy. Vui Mạnh là vanh mùi đấy quý vị. Vui Mạnh là vanh mùi đấy. Đây, tiếp nữa này. Đúng rồi ơi. Cái gì đây là anh mở. Hai vợ chồng mở đấy. Đấy. Hai vợ chồng mở Mạnh đấy. Dạ, đấy. Học sinh. Hả? Ối giời ơi. Em Hiền vào mở với anh Lùng đấy. Ối giời ơi. Có nhiều quá đấy đúng không ạ? Em này có đứa trai đẹp này. Hai đôi giống nhau này. Ôi rồi ôi đẹp anh thế. Hai đứa đi học nè. Đẹp thế. Ôi cha trưởng hè, con nhà Quế lúc trưởng hè. Thế là bây giờ có nhiều áo quần đâu, trăng ra một cái cho nó máu lửa. Nào đưa lên nào, ôi rồi ơi. Đấy, cho các cháu mặc đi học ha. Đâu. Ê cái con đuôi của anh Lúc mất. Quần nào, đó sao xem nó. Ôi trời đẹp thế. Tôi khảnh lấy chứ nó. Không. Cái này của anh Lùng mà anh vào mặc cái quần đùi này em xem tí ở vườn đó. Hả? Một con đùi nó phải con đùi nam đây. Nam này chứ. Quần nam này anh vào mặc đi anh Lùng. Ôi, anh Lùng ơi. Anh thử vào mặc cái này vừa không? Đi đi chập mang đâu. Hả? Chập mang. Chập mang á? Rồi. Quần bơ cho em gái. Nhiều thế. Đấy, em Hiền lại bồng cháu để cho chị Khuê chị mở cho nó đã. Ừ. Ừ. Đấy cho nó hồi hộp chứ nè. Mong phải phân minh cho chị mình đúng không? Ừ. Nhiều lắm. Lên bằng sữa ngoài thôi. À. Nhiều áo quần chị hay. Đấy. Ui giời ơi. Đây quý vị. Con mang cho em. Đây. Nhiều quá. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Bà chị. Nhiều thế chứ này. Này. Những cái bộ đồ. Đẹp thế. Úi giời ơi. Còn áo. Áo kiểu Trung Quốc này nữa hả. Đẹp thế. Mặc Tết. Mặc Tết đấy. Nói chung là rất là nhiều áo quần. Rất là nhiều áo quần rất là đẹp. Này, nhiều lắm. Ố hồ. Đẹp thế đây, những cái bộ, những cái vải rất là đẹp quý vị ạ. Những cái quần này, chất liều vải rất là mát, rất là đẹp. Chất liều này, đây này.
Những cái này nhìn là biết là hàng của con nhà giàu rồi. Đúng không? Chị Khuê có bộ là mặc mát thế. Đấy. Chị Khuê có bộ mà mặc mát. Ôi giời ơi. Ôi giời đẹp ơi, thế. Đẹp quá. Ôi giời, cháu ơi lại đây chú vừa xem là cái bộ nào vừa cháu mặc. Nhanh, đi lại đây, đi lại đây, cháu đi lại đây. Đi nào. Chú xem, chú xem. Ôi giời, cháu thích cái này không? Nè, rồng. Rồng á? Tí nữa xem. Nhiều á, nhiều. Rồng. Nhiều đồ lắm. Đấy. Ui giời. Nhiều lắm, cái đợt này thì tha hồ mặc. Tha hồ mặc luôn. Gọi là Tết này anh không thèm đốt pháo anh ơi. Bởi vì vui quá này cần gì đốt pháo nữa, áo quần nhiều này này. Úi giời, cái này cho bé này. Cho bé này. Đồ ấm. Đồ ấm. Đấy, còn rất nhiều lắm. Còn áo quần trẻ con, nó hiền thế lại lôi ra với anh ấy đấy. Đố đâu vậy anh đấy, nhiều nhiều đồ lắm đấy, mừng không chị Khuê? Hả? À? Ồ, thế em nghe ra là chị đi viện mà bây giờ chưa đi à? Đi rồi đi về là được năm mũi rồi là cho bữa thứ tư là bác sĩ cho chiếu chụp lại á, à. Chiếu chụp lại rồi là cũng làm thủ tục được ra viện 28 tháng 10 quay lại. 28 tháng 10 là quay lại, à, tức là vừa rồi là cuối tháng 8. Cuối 28 tháng 10 là quay lại để ra tái khám lại. À. Chứ thì là cũng về bên lồ cái bánh thì bác sĩ cũng nói là hẳn cũng ổn rồi, nhưng mà men gan nó chức năng gan thì hẳn đang rồi loạn chức năng gan, bởi vì vừa chuyên hóa chất vô là bị men gan lên cao hẳn lên. À, à. Như là rối loạn chức năng gan, chính phải con điều trị về bên gan. Vâng. Dạ. Ui trời. Wow, toàn nào con đẹp. Ừ, lại ướm đấy con. Ôi trời, con vẫn bảo như con bé chí nhé. Tuần nào mới. Đồ mới mà. Bé chí như con bé em này. Bé chí như con bé em. Ôi trời. Tao thấy thích chứ. Ôi chú bấy được cái táo quả, con chú đóng áo, con phải mở khu đóng quả, táo ôi. Có mới hết. Này, của con bé em đi theo đi hề. Trăng. Thiệt đó. Táo không phiền mình. Mấy chí nhé mấy. Ê chất bé. Con bé em mang cái chất đấy chứ. Bốn chất này. Đây cái dưới mang bước bốn hồn hồn. Đẹp đẹp bút chù áo đi mát nơ bố đi mát đi ui bố đi mát đi con đầy giá thế cái con đẹp chứ. Ừ còn con ra đấy chứ. Ôi nhiều áo quần đẹp quá. nhiều quá nhiều thế. Nhiều không? Nhiều nằm em bán hết hả? Nằm em bán hết thôi. Bây giờ bác Lùng nào, bác đứng lên đây chút nào. Này đứng lên đây chút, đứng lên đi mạnh dạn đi đấy, bác chuẩn bị lên tivi rồi này. Nhìn này em hỏi chút nhá. Hôm nay được nhận cái thùng quà lớn này, thùng áo quần lớn này cho các con mặc, anh vui không? Dạ vui, cảm ơn quân đợt thương an ninh các em cảm ơn nhiều. À. Dạ. Cô chú Hiền đưa có gì nói thêm nữa không? Dạ không có gì nữa nhưng đã bao giờ mà anh mạnh dạn đi mua cho con được những cái bộ áo quần đẹp mà nhiều như này chứ? Dạ chứ có một cái thương con thì mền mới về cho bù cho con em. Mình chỉ đi mua cho con thôi. À, thế một năm thì thường đi sắm cho con mấy lần áo quần mới? Một năm nên mấy vừa thì mang sắm cho được 2 lần thôi. À, một năm là vừa sắm cho 2 lần hả? Dạ. À, à. Thế đó là sắm cho con? Sắm cho con. À, mỗi 10 lần thì sắm được 5 hay là 10 cái? Dạ, một lần được một bộ, 2 lần được 2 bộ đó. Ôi rồi em tưởng là sắm nhiều. Dạ. Thế bác thì có hay mua áo quần mới để mặc không? Dạ, được cái tỉnh nhất thì không có mà con cô mang cái mang lại đó. Áo quần cô là ai cho hay là sao? Mua một năm đến 5-6 lần không mua nữa. À, một tức là cách một năm là mua một lần. Khi mua cho để cho con cả, mua cho mình tao ra cả đâu cái áo quần mình á. À, cứ có mặc để khỏi có mặc ra được để khỏi lòi các bộ phận, nó không cần phải lòi là được thế hả? Dạ. Thế thì tình hình là vừa rồi là đi biển thế nào? Báo cáo với khán giả chút là chuyến vừa rồi anh được mấy chục triệu? Dạ em đi biển thì mượn thì rằng có chết đều cũng kiếm được 4 triệu. Nên bây giờ vừa cuộc sống gia đình thì đến kiểu thì là nên đủ được mấy đường vừa ăn qua ngày đó. 4 triệu là thời gian bao lâu đây nhỉ? Dạ được 20 ngày. 20 ngày 4 triệu là ngon rồi anh. Dạ. Làm cao hơn lương em ở đấy. Dạ 20 ngày 4 triệu đấy, có khi đó là may mắn, có khi không có. Dạ. À.
Thế rồi em à, vừa rồi có phải là anh đi đi biển cùng với mấy người ở ngoài xã Quảng Minh bốt Quảng Quảng Trạch không? Dạ Quảng Minh, dạ Quảng Minh thì không, nhưng mà có phải là đi với mấy người ngoài Ba Đồn không? Dạ mấy người Ba Đồn đi điều đó thì đi ghé đóng thế thì em đi người Lý Hòa. Quên. Anh đi với mấy người Lý Hòa chứ? Dạ. Bởi vì vừa rồi em ra ngoài đó, tức là dạ, khi mà cái câu chuyện của anh được đăng tải lên thì cũng có nhiều người theo dõi. Dạ. Và nhiều người biết ấy, bảo là anh lùng đi biển thế nhưng mà nhát gan lắm, ra ngoài biển là sờ lắm, phải không? Dạ. Hả? Dạ thì một sờ cái lằn biển đâu một sờ đó. À, anh ra ngoài đó anh sờ không bơi được à? Sờ trên núi à hay sao? Dạ bơi thì bơi được, đâu những cái cỏ con gì những khác để biển sờ đó. Sao mà mấy người bảo là anh nhát gan lắm, ra ngoài đó làm thì siêng nhưng mà nhát. Hả? Có phải không? Dạ. À. Thôi. Đợt này thì khi nào thì đi biển trở lại? Dạ đợt này là ngày nay đi biển lại, đều họ có công chuyện họ này dừng lại à. Là gỡ hâm hai rồi đi. À, hâm hai rồi đi hả? Dạ. À, thôi thì em chúc cho anh chuyến đi tới đây không phải là được 4 chiều nữa. Dạ. Mà sẽ là 8 chiều, là 12 chiều, 16 chiều và nhiều hơn nữa. Dạ. Nhá. À, chúc cho tất cả những cái thành viên trong cái đoàn thuyền của anh ra khơi sẽ là đầy ắp cá me nhá. Để đi về là rất nhiều tiền để lo cho gia đình nhá. Dạ. À, hôm nay thì được một mảnh thường quân ở trong Đà Nẵng tặng cho anh chị và các cháu những cái bộ áo quần như thế này thì thực sự là rất là tuyệt vời. Yeah. Anh ạ. À, thực tế quý vị ạ, đây là những cái bộ áo quần mà có thể nói rằng là với những đứa con của anh Hoàng Lùng, với chị Khuê và anh Lùng ấy, là những cái bộ áo quần mà có lẽ là từ trước đến giờ chưa bao giờ dám mua những cái bộ áo quần như thế này. Đó. Bởi vì qua những cái chất vải ở đây là biết rằng là rất là tốt. Ví dụ như cái chiếc áo len này đấy quý vị. Đấy, đây là chị trong Đà Nẵng tặng cho anh Hoàng Lùng để mặc vào mùa đông sắp tới đây. Thì những cái này thì như lúc này quý vị chúng ta cũng thấy rồi, anh Lùng chia sẻ là một năm mua thì một năm không đấy, vì không có tiền. Hôm nay được mọi người giúp đỡ cái này là quý rồi chị nhỉ. Nhà, cố gắng là bây giờ thì chị xem là lừa cái nào mà mặc vừa đấy thì cho con mặc luôn. Còn cái nào mà chưa vừa thì mình gấp mình cất cho nó cẩn thận rồi đến sang năm cho con lớn lên con mặc ha. Chị nhá. Dạ dạ. Thì cái mảnh thường quân mà gửi quà về đấy để tặng cho anh chị ở đây đấy. Yeah. Thì là chị ấy là anh sang bên kia đứng đi. Đấy. Thì chị ấy là xin được giấu tên. Yeah. Anh nhá. Yeah. Dạ dạ. Là một nhà hảo tâm thường xuyên xuất hiện trong cái chương trình thiền nguyện cùng với em lắm. Dạ dạ. Ngoài cái những cái bộ áo quần rất là đẹp này mà chị gửi về đấy thì chị còn gửi về để tặng thêm cho cháu nhỏ ở đây là 500.000 đồng. Yeah. Để uống sữa, bởi vì chị thấy rằng là chị Khuê thì bị ung thư vú và không có sữa cho con bú. Yeah. Rất là thương, hàng tất cả là 100% sữa ngoài, cho nên là chị tặng cho cháu nhỏ đây thêm 500.000 đồng nữa chị nhé. Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của chị gái ở Đà Nẵng rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì tất cả những món quà của chị đã được Khánh trao gửi tròn vẹn đến cho gia đình của anh Hoàng Lùng rồi. Dạ. Nhá. Dạ dạ. Và bên nữa, bên cạnh đó nữa thì có một một nhà hảo tâm ở trong Sài Gòn đấy. Đó là chị Đỗ Thị Nhiềm, hiện nay đang trú ở quận Tân Phú, Sài Gòn. Có gửi để tặng cho, để giúp đỡ chia sẻ khó khăn với gia đình mình là 1 triệu đồng để giúp cho chị có thêm chi phí thuốc men chị nhá. Dạ dạ. Thì hôm nay Khánh cũng thay mặt cho khán giả là những người mà luôn quan tâm để chia sẻ về mặt tinh thần đối với những hoàn cảnh khó khăn, cũng như là thay mặt cho hai nhà hảo tâm đến với gia đình của anh Hoàng Lùng để giúp đỡ cho anh chị có chút kinh phí giúp cho chị chữa bệnh cũng như là cho cháu có những hộp sữa. Cảm ơn chị Đỗ Thị Nhiềm và cảm ơn một mảnh thường quân ở Đà Nẵng rất là nhiều. Và hôm nay thì tấm lòng của các anh chị đã được Khánh trao tròn vẹn và cảm ơn toàn thể quý vị trong suốt thời gian vừa qua đã đồng hành cùng với Khánh để giúp đỡ cho những người hoàn cảnh khó khăn. Dạ thì gia đình em thì cảm ơn những người nông quân thương đến gia đình gặp em thì em cảm ơn nhiều đó. Dạ dạ dạ. Chị Khuê muốn nói gì với các mảnh thường quân nào? Có gì thì là cảm ơn nên là các gia hảo tâm những mạnh thường quân nên là cảm chúc cho những gia đình là luôn là được bình yên mạnh khỏe, để là một lần nữa là em chúc là những gia đình là giờ chùa Phổ Trì Phù cho những gia đình được luôn luôn được sức khỏe bình yên. Dạ 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 dạ. Rồi em cũng thay mặt cho những nhà hảo tâm
là những người mà có tấm lòng bác ái rất là cao cả, đã gửi đến những cái món quà để chia sẻ cho gia đình anh chị. Chúc cho anh chị là luôn luôn được bình an, được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chị, anh chị nhé, anh đi làm thì thuận lợi, chị thì tới đây sức khỏe sẽ được phục hồi nhanh chóng hơn nhá, để giúp cho cái kinh tế gia đình mình ngày càng phát triển. Thôi bây giờ thì cũng muộn rồi, em xin phép em về nhá. Sức khỏe hôm nay thấy chị tươi hơn, như vậy là em cũng rất là vui rồi nhá. Thôi bye bye cả nhà nhá. Rồi chào chào các cháu nhá, chào cháu gái nhá. Ok, bye bye nhá. Nào, bye bye. Bye bye. Bye bye.